bắt đầu bạn về tháng thứ hai, đến hết ngày 20 tháng 1. Mấy tháng? Con kia con chuột hay con lợn? Lợn à? Hết năm lợn đến nơi thì con đến lợn. Hay là đến sang năm lợn, năm chuột sẽ có hình chuột. Trên cái bảng kia mà bảng điện tử mà sao cái đồng hồ kia kim dây to hơn kim phút, kim dây to nhất luôn, kim dây to nhất nha. Đầu tư 4.737 triệu đồng, tức là 4 tỷ à? Hay là 1.000 tỷ? Có vẻ rất là minh bạch nhỉ. triệu 4.737 triệu đồng. Thực ra cái đường này là của, đường này là vay vốn của Nhật hay là Nhật nó tài trợ đấy chứ. Rồi sau các ông nâng cấp lên một tí xong ông đòi thu tiền đi, xong các ông bỏ cái lá cờ Nhật đi. Tiền Nhật thành tiền mình à. Biến tiền Nhật thành tiền túi. Trời nào cô nhớ là nó có một cái không có thuế thế gì cả, không có BOT gì cả, mà nó có một cái lá cờ Việt Nam, lá cờ Nhật nó là gắn lên trên đấy, sau nó nâng cấp một tí mà thì nó đỡ thu tiền. Cảm giác cả sáng.